là con đường đi vào chùa Hang ở xứ Hà Tiên. Chùa Hang từ cửa vào cho đến ra đến cửa bờ biển chỉ kéo dài vài trăm mét. Chùa nằm trong ruột đá núi thâm u, mờ ảo. Khi vào chùa Hang, nhiều người có chung cảm giác là thanh tịnh và cảm thấy thoải mái khi hưởng được những luồng gió mát rượi thổi từ ngoài biển vào. Em gái mình làm ở đây, cái xong mình đi xuống chơi. Đây là lần đầu tiên mình tới đây du lịch, thì cũng đi vài nơi, thấy cũng có đi bãi biển mà thấy ở đây thì bãi biển thì cũng được. Vì là núi đá vôi bị xâm thực hàng ngàn năm nên phía sau chùa có một hang rộng ăn thông ra tới biển, nơi có hòn Phụ Tử nổi tiếng. Nửa đêm về sáng ngày 9 tháng 8 2006, phần phụ của hòn Phụ Tử đã đột ngột ngã xuống biển. Hòn Phụ Tử giờ chỉ còn lại phần hòn tử, và những năm sau đó nếu không có hướng dẫn, du khách sẽ khó tìm ra vết tích. Mình cũng có nghe nói nhưng mà nãy giờ chưa biết cái hòn đó ở chỗ nào hết, đi kiếm tùm lum. Cũng đến viếng chùa Hang, du khách tên Luyến nói rằng chị không biết hòn Phụ Tử nằm ở đâu. Chưa, mới nghe, mới đi lần đầu. Mới nghe bạn giới thiệu, tại bạn có một bạn làm ở đây lâu rồi á. Rồi bạn giới thiệu đi cảnh ở đây rất là đẹp. Chị nói là ở đây đẹp lắm, rủ bạn, bạn kêu là bữa nào dẫn đi. Hôm bữa nay kêu bạn đi, bạn mất đi làm á. Thế rồi tự dẫn lên chị đi vậy. 12 năm về trước, người ta có thể thả bộ dưới bãi biển trước chùa Hang vài trăm mét là có thể tận mắt chiêm ngưỡng hòn Phụ Tử với vẻ đẹp hữu tình. Giờ đây, những du khách lần đầu đến tham quan hòn Phụ Tử dễ chung cảm giác tiếc nuối vì không xem được hình hài của hòn Phụ. Hiện tại, con đường dẫn vào quần thể du lịch cũng khá nhếch nhác, cảnh đẹp mà quá thư vắng du khách, trong khi dịch vụ cũng điều hiu là tình cảnh hiện nay của lần đến thăm hòn Phụ Tử những ngày không còn cha.